Phương cây cảnh Sardex thân chào anh chị. Đây là lô cẩm thạch ghép gốc Mỹ mini bên vườn cây cảnh Sardex nha. Những lô nào mà cây cảnh Sardex mà đã quay đó là cái lô độc quyền của cây cảnh Sardex. Vườn đó là làm với cái số lượng khá nhiều. Bên vườn của mình làm số lượng khá nhiều. Thì Tết năm nay mình xuất xỉ cũng khá nhiều quá. Năm nay mình làm gấp 3 năm ngoái về số lượng và đa dạng để cho anh chị có thể là chọn. Loại này hiện tại là vườn mình đang bán lẻ là 180.000 một chậu nha. Để mình xem thử nè. $180.000 một chậu gốc Mỹ mini. Đang có hoa, đang có nụ. Sỉ thì số lượng là 50 chậu trở lên. Hoặc là anh chị có thể là lấy 30 chậu loại này kèm với những loại khác. Mình sẽ báo giá sỉ cho anh chị nhé. $180.000 một chậu, hai chậu vừa mình bao ship cho anh chị. Gốc Mỹ, chiều cao từ miệng chậu đi lên là 60 cho tới là 70 cm. Rất đẹp nha. Đây, mình cầm lên cho anh chị xem nè. Cái dòng mà cẩm thạch đó là tím đó là là một cái dòng dễ chơi hoa. Tại sao? Tại vì là dòng vừa xiên bông mà vừa sai bông nữa. Tầm khoảng 5 ngày nữa thôi là mình sẽ thấy là cây phủ kín hết nè. Nên khi làm một cái gì đó là vườn mình đó là sẽ chọn những cái loại mà khách hàng cần nhiều. Cái thứ hai là thị trường dễ xài á. Để mình cung cấp cho anh chị. Cứ ra một chậu là 180, hai chậu là 360 mình bao ship cho anh chị nhé. Bên cạnh đó anh chị có thể là chọn một chậu này hoặc là một chậu kia cũng được nữa. Những cái chậu cái loại mà giống khác. Miễn sao là cứ hai chậu trở lên là mình sẽ bao ship cho anh chị à. Trời, Phương Minh chân thành cảm ơn anh chị ạ.